Việt Phương Tho thử váy cưới, nghi vấn lên xe hoa. Việt Phương Tho là một trong những tiktoker sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ tại làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi có chuyện tình hạnh phúc cùng bạn trai Chí Hành. Ở giai đoạn chín mùi của tình cảm, Việt Phương Tho và bạn trai cũng được netizen hối thúc về chung một nhà. Trên trang cá nhân, Việt Phương Tho vừa khoe lọt khoảnh khắc xinh đẹp của cô trong phòng hữu đồ, Đáng nói, người hâm mộ phát hiện kiểu trang phục cô đang thử là diện váy cưới. Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1998, diện bộ cánh trắng, được đính kết cầu kỳ, khéo léo khoe bờ vai trần và đôi chân nụt nè. Dân tình cũng đã dành nhiều lời khen cho nhan sắc lung linh của nàng hot tiktoker khi khoác lên mình bộ trang phục cưới bắt mắt. Đáng chú ý, netizen còn phát hiện ra bạn trai của Việt Phương Tho, diễn viên Chí Thành cũng hộ tóm và cận kề cô nàng trong buổi hữu đồ này. Nam diễn viên còn hài hước, trêu chọc bạn gái trong lúc hữu đồ, khiến dân tình thích thú. Qua đó, người hâm mộ cũng bắt đầu đưa ra những đồn đoán về việc vị Phương Tho và Chí Thành chuẩn bị có kế hoạch về chung một nhà. Được biết, chuyện tình của nàng hot tiktoker gốc Quảng Ngãi cùng bạn trai cũng từng trải qua nhiều trắc trở trước khi hái được quả ngọt. Theo đó, cả hai từng có khoảng thời gian 6 tháng chia tay sau 3 năm yêu nhau. Tuy nhiên, sau tất cả, Việt Phương Thoa và Chí Thành đều nhận ra sự quan trọng của nhau và quyết định quay lại với một chuyện tình trưởng thành hơn. Ở thời điểm hiện tại, Việt Phương Thoa sở hữu cả sự nghiệp hăng hạn và chuyện tình yêu viên mãn. Theo đó, người đẹp sinh năm 1998 cũng đã có được vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ tại làng giải trí Việt. Chính vì vậy, đa phần netizen đều cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nàng hot tiktoker tính đến chuyện hôn nhân và gia đình.